Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái motor robot cánh đảo gió robot của hàng Nhật nhé. Mà anh em đang xao xuyến không biết là lắp như nào, bên trong có những cái gì nhé. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để xem là nó có cái gì bên trong anh em nhé. Đây, đầu tiên anh em phải rút cho mình cái thanh sắt ở giữa này ra. Cái thanh sắt này là để nó khi motor quay là nó sẽ điều khiển cái ba cái đầu vẫy này nó đưa ra cùng một lúc. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra này. Đây anh em chỉ cần rút ra là sau này là được nhé. Đây là dắt gì đây? À, để mình đang tiến hành rút cái thanh sắt ra. Rồi ok. Tiếp theo thì anh em sẽ tháo cho mình được từng đầu một nhé. Để xem là bên trong có những cái gì. Đây cái này nó có cái lẫy đây. Cái lẫy đây. Để anh em chỉ cần gài rút cái lẫy thôi. Anh em tháo một con vít ra là anh em rút cái lẫy ra là được. Ở bên này cũng thế này. Đây nó có lẫy đầu này này. Anh em lôi ra. Rút ra thôi. Đó. Này là xong nhé. Còn cái giữa này thì nó có lẫy đây. Anh em cậy ra. Mình cũng cậy ra luôn. Ôi chết, cái tôi vít ra rồi. Kệ luôn là để anh hôm nay sẽ nghịch cái này cho anh em xem nhé. Rồi ok, như vậy là đây là bộ cánh tay robot của một con hàng chức năng. Thì nó gồm ba cái như thế này. Thì ba cái này khi đồng khớp với nhau thì là nó sẽ cùng mở cùng một lúc. Còn nếu mà anh em mà lắp ngược thì là có cái này ra trước này, và cái này ra sau này, và cái này là đứng nguyên chẳng hạn như thế. Thì là khi anh em lắp là nó không đồng bộ. Đây ví dụ để như này, để như này nhé, cùng một lúc như này, khi có lệnh khiển cái là ba cái này cùng đưa ra ngoài đó, và xong là ba cái này nó cùng đóng vào. Còn khi đảo lá gió thì là cái trên này nó có cái motor ở trên này thì nó chỉ đảo cái cuộn ở đây thôi. Bây giờ mình sẽ tháo lần lượt để xem nhé, chức năng từng cái nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về cái giữa trước. Cái giữa thì nó không có chức năng mấy nhé, thì mình sẽ nó qua về cái giữa này. Cái giữa này thì nó chỉ là cái trục đỡ của cánh vẫy, cánh vẫy thôi, trục đỡ giữa thôi. Thì cái này chỉ cần cái này anh em không cần tháo, vì chỗ này nó chỉ là bánh răng để nó đẩy lên thôi. Thứ hai nữa là cánh vẫy cái thứ bên tay phải nhé. Thì cái này có nhiệm vụ là để đưa ba cái điểm cánh này ra cùng một lúc. Đây là cái motor này nó sẽ điều khiển là đưa cùng một lúc là ba cái này, cùng một lúc là ba cái này đưa ra. À, có nghĩa là khi nó quay cái trục sắt này thì là ba cái này cùng một lúc đưa ra. Thì là đây là cái nhiệm vụ của cái góc bên tay phải. Đây là của con Na nha anh em nhé. Rồi còn là cánh đảo thứ ba thì là nó sẽ có motor làm ở trên này. Thì con này nó sẽ đảo điều khiển cái hướng gió, có nghĩa là khi nó tất cả cố định rồi thì cái này nó sẽ quay cái lật hướng gió là lên xuống, thì là nó sẽ liên quan ở cái motor này. Thì là mình sẽ tháo ra nhé để xem nó hoạt động như thế nào và cách lắp như thế nào anh em nhé. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua cách lắp là khi anh em lắp là tất cả các trục ở giữa này. Đấy, nó có cái hình trục như này. Thì đây là ở trên cái thanh này nó có độ vát này anh em này. Đấy, độ vát này thì tất cả các trục là anh em phải quay cùng một hướng. Đây ví dụ tất cả anh em khi anh em cho cái vậy cái đầu này nó xuống kịch sàn như thế này, tất cả kịch sàn như thế này, thì tất cả cái đầu trục này nó phải cùng một hướng. Thì khi anh em đút cái thanh sắt này vào thì là nó sẽ quay cùng lên. Đây ví dụ như mình sẽ lấy cái giữa đi. Đây ví dụ tất cả hai cái này là đang cho kỳ xuống này, thì anh em phải cho cùng hướng như này. Anh em luôn thanh sắt vào như này nhé. Đây, như này. Thì khi anh em quay là tất cả nó cùng lên. Đó, nó cùng lên đều như này là được. Đó, đây là khi anh em lắp vào nhé. Thì bây giờ mình hướng dẫn anh em cách kiểm tra từng cái motor này xem nhiệm vụ như nào thôi. Còn cách lắp là anh em cứ cùng một hướng trục như vậy là ok. Đây, đầu tiên là sẽ là con cánh vẫy hướng gió nhé. Còn cái đưa ra thì là cái motor này.
Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho anh em cái này trước. Cái này anh em cần tháo ốc này ra thôi. Đây, cái này nó có một con motor này. Làm đâu là lắp lại đến đấy nhỉ. Con này rất là chính xác. Đây, đây là có một con motor để nó chỉ điều khiển cái trục ra. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra để cho anh em xem luôn. Cái này sử dụng motor 12V anh em nhé. Đây, cái này sử dụng motor môn như kiểu motor vẫy thôi, không có gì cả. Đó. Rồi, đây là motor này, motor vẫy như bình thường này. Bây giờ mình sẽ tháo tiếp cái trục này ra. À, cái này là để cho nó giữ chốt motor. Đấy, khi cắm motor ở đây thì mình sẽ lại mình để tháo tiếp hai con ốc ở đây ra. Đấy, như này là không có gì nhé. Ở đây là không có gì đâu. Đấy, ở đây là chỉ có gắn motor vào thôi. Bây giờ tháo tiếp motor hai con ốc này ra để tháo vỏ ra này. Rồi. Đó, thì anh em để ý là khi lắp là cái trục giữa này này, trục này này, là nó phải cùng tâm với lại cái trục sắt này. Đây ở đây nó cũng có khớp, đã cũng có khớp như này. Thì khi xoay là nó sẽ kéo cả này lên này. À, anh em đặt vào là nó sẽ kéo cả lên như này. Đó, thì anh em cứ khi lắp vào anh em để cùng một hướng là được. Tiếp theo nữa là đây, đây nha, cái motor vẫy đây này, đây là chức năng motor vẫy. Khi cái này nó ở đây gắn vào đây thì nó sẽ quay cái này, thì cái trục này nó sẽ quay. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, thì trên cái trục này nó có một hàng bánh răng ở đây, nó xếp vào thôi, không có gì cả. Đây nha, hàng bánh răng ở đây, anh em cứ tháo hết ra được nghịch không vấn đề cả. Rồi, ốc ác lại anh em để quặng nhé, không nó bay mất ấy. Cái này toàn ốc bé. Hiện tại là bên mình đang vệ sinh máy thôi. Đây con này đây. Đó. Có nghĩa là khi cái motor nó quay từ cái đầu này thì là nó sẽ tác động lên cái đầu này để nó đảo cái lá vẫy nhé. Thì là cái phần này là nó chỉ là đảo lá vẫy thôi. Thì tất cả những cái bánh răng này là chỉ bằng nhựa, cho nên là cũng không thể hỏng được anh em nhé. Anh em xịt nước vào cái này vô tư. Rồi, cái này là coi như là đã xong một cái này, không có gì cả nhé. Anh em tháo ra cứ thế là phịch vào thôi. Rồi, giờ mình sẽ lại lắp lại cái này. Cái này thiết kế rất là hầm hố anh em ạ. Hàng chức năng này, anh em là làm quen là tháo ra là rất là ngại, vì là nó rất là chính xác. Nên là mình sẽ review để cho anh em nhìn nó cho nó rất là bình thường thôi. Không việc gì là phải ngại cái này. Đây. Bây giờ lắp hai cái này vào nhau. Hai cái này nó có cái bánh răng khớp bên trong này. Thì khi nó đưa ra thì trong này nó có bánh răng để nó đảo nhau. Thì anh em có điểm đặt ấy. Anh em đặt như này là vào thôi. Đấy. Đặt này vào là run vào thôi. Đấy. Nó có cái chốt này, thì anh em đưa hết ra thì nó có chốt đầu này này. Và để nó đâm vào cái rãnh này, anh em đặt vào cái chốt và cái rãnh này là xong. Xong rồi anh em run vào là xong nhé. Đó, ok. Thì chỗ này, còn cái bánh răng ở đây. Bánh răng ở đây thì anh em quay cái đầu hướng bánh răng này. Đây nó có cái điểm đánh dấu này. Thì anh em cho vào cái chỗ khu lỗ này là được. Đây, chỗ này nó có cái lỗ này. Anh em cho vào cái hướng đấy là ok. Thì khi anh em đặt vào là nó sẽ khớp cùng với lại cái. Anh em run kịch cái này về đây nhé. Run kịch về hết cỡ nhé. Để anh em xoay vào cái hướng cái này về cái lỗ này là ok. Rồi anh em đặt cái này lên. Review. Review mà các bạn ồn quá.
xuống cái gì dưới hai con ốc. Đó, anh em lại bắt ốc vào nhé. Đấy, sau đó anh em lại bắt về lên rất là dính chắc luôn. Cái này để nó làm cái bệ để đỡ cái motor vẫy này anh em nhé. Để anh em bắt bắt cái bệ vào. Hoặc là nếu anh em mà khi bắt xong như này đấy mà anh em nhìn thấy cái này nó bị lệch thì anh em có thể chỉnh được. Đây như này à. Đó, khi quay nó sẽ mở lên như này anh em này. Đó, mình sẽ xem nó đã khớp cùng cái này chưa này. Đây, khi đặt này hai cái này nó cũng phải khớp cùng nhau. Đó, khi cái giữa này anh em làm chuẩn được thì anh em sẽ đặt cái này nó khớp vào là được. Đây, cái này có lỗ này, tâm lỗ này. Đó, thì anh em sẽ đặt cùng cái tâm lỗ giống như này, tâm lỗ vào đúng cái góc cạnh này là được. Đây mình sẽ thử nhé, xem nó cùng khớp chưa này. Đây. Đó. Thụt ra thụt rô luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ lắp cái này lên nữa nhé. Lắp motor lên này. Ok. Đây là con này của con na chức năng đầu 28. Anh em gắn cái dây vào. Rồi. Anh em gắn đây là, và anh em đậy vào nữa là xong nhé. Như vậy là con đây là con motor để điều khiển lá cửa gió nhé. Đó. Motor điều khiển đầu ra khác. Rồi. Rất là ok. Một em. Còn đây là motor điều khiển đầu ra. Đầu ra thì nó cũng quấn như vậy thôi. Nhưng trên này nó còn một cái mạch nữa. Trên này nó còn một cái mạch bé. Nó dùng một con gọi là giống cái con này mình quên mất cái gì quang ấy. Đấy, con cảm quang hay là con cái gì so quang gì đấy. Đây, là nó sẽ sử dụng con này nhưng con này của mình nó to. Con người ta nó bé. Đây mình sẽ cậy luôn cho anh xem luôn. Nó bé như thế nào và to như thế nào nhé. Đây, cái này thì con motor này là để nó điều khiển cả ba cái điểm này ra nhé. Đó. Anh em chớ nhầm lẫn. Một cái là điều khiển là ba cái này nó đưa ra cùng một lúc. Hoặc là nó đưa tầm này hoặc đưa tầm này. Còn một cái là nó mở đảo gió thôi. Để mình sẽ tháo cái này ra để xem. Cái này nó có cái mạch đây. Đây, cái này nó có cái mạch. Sử dụng con mình cứ gọi cảm quang đi nhé, mình chả biết là cảm quang hay số quang đấy. Mình sẽ cậy nó ra. Nó cứ nó tóm lại là nó là quang đi. Ui rồi đây nó sẽ gà vào cái mắt này anh em này. Thì trên này nó có cái mắt. Khi cái điểm này nó đưa ra này thì cái mắt này nó sẽ có cái đấy cái ngọng sắt này, à, ngọng nhựa này, nó sẽ đưa vào cái lỗ này, đưa qua cái mắt này, đây, nó sẽ đưa qua cái mắt này, đấy, nó sẽ đưa vào đây, đây nhé, anh em nhìn qua cái lỗ này,
Đó. Nó sẽ đưa vào cái mắt này, nó đưa ra này, để nó báo là cái mắt này đã đưa ra. Còn khi cái mắt này, khi cái này mà nó không đưa vào được ấy, thì cái mắt này nó sẽ báo lỗi, hoặc là cái này nó hỏng thì nó cũng sẽ báo lỗi nhé. Đấy, thì là cái này hình như trên thị trường anh em có đang bán ấy, là cái mắt này nó hay bị hỏng này. Thế anh em có đang bán. Còn mình cũng có, nhưng mà nó lại là cái to vật vã luôn anh em này. Cái này thì mình mua là ở cái lồi cơm. Đấy, lồi cơm nội địa. Thì khóa lắp vung là nó sử dụng cái này. Còn cái mắt này thì nó cũng giống như kết cấu, cũng giống như cái khóa lắp này thôi. Đấy, thì anh em có thể là mua trên mạng để thay nữa mà nó hỏng nhé. Nó báo lỗi là anh em có thể thay. Còn để test nó lỗi gì thì khả năng là mình phải lắp máy lên mới biết được. Lại gọi, ôi trời, kiên trộn. Rồi, cái này cũng thế nhé. Anh em lắp trục này nó cùng hướng như vậy là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Cái này nó đơn giản như vậy thôi anh em nhé. Anh em là cứ tháo ra và anh em sắp xếp nó lại như bình thường là được. Nó cũng không phải là phức tạp quá đâu anh em ạ. Nó chỉ cái là nó lằng nhằng thôi. Đấy. Thì cái video này là chia sẻ cho anh em để anh em biết thôi nhé. Còn anh em nào mà thấy hay thì có thể là đăng ký kênh nhé, ủng hộ kênh cho mình. Đấy, còn bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Video này mình xin dừng tại đây nhé. Mình phải đang đi vệ sinh máy này. Đây, một đống máy nhà mình này. Đấy, hiện tại đang phải lau chùi cho nó sạch sẽ mới xuất xưởng được. Thì mình sẽ dừng video ở đây để thực hiện sang video khác. Xin chào tất cả anh em.